Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin sáng nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Tổng cục thủy lợi yêu cầu các địa phương tập trung đảm bảo an toàn công trình thủy lợi và phòng chống ngập úng cho cây trồng. Cả nước đang lãng phí khoảng 70% lượng phân bón. Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn từ ngày 27 tháng 7, mưa lớn có xu hướng mở rộng xuống các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa và có khả năng kéo dài đến đầu tháng 8. Trước tình hình đó, Tổng cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có công điện gửi các địa phương yêu cầu tập trung cao độ cho công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi và phòng chống ngập úng cho cây trồng. Tổng cục Thủy lợi yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh thành phố tranh thủ kỳ chiều cường và mực nước sông đang xuống, vận hành tối đa công suất các công trình thủy lợi để tiêu úng và tiêu nước đệm trong hệ thống canh mương xuống mức chủ động ứng phó với ảnh hưởng của đợt mưa tới hạ thấp mực nước các hồ chứa nước có cửa van xuống mức chủ động đón mưa lũ đảm bảo an toàn công trình và không xả lũ bất thường làm ảnh hưởng đến vùng hạ du tổng cục thủy lợi cũng yêu cầu các địa phương khu vực bắc bộ và bắc trung bộ cần tăng cường công tác kiểm tra hồ chứa nước đặc biệt là các hồ chứa nhỏ đang đầy nước hồ chứa sung yếu sẵn sàng triển khai việc xử lý giờ đầu khi có nguy cơ xảy ra sự cố công trình. Thưa quý vị và các bạn, đợt mưa lũ vừa qua đã làm hàng nghìn nhà dân cùng nhiều giếng nước sinh hoạt bị ngập sâu trong nước, gây ô nhiễm nặng. Ngay sau khi nước rút, ngành y tế Thanh Hóa đã kịp thời triển khai các biện pháp xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh phát sinh. Với phương châm nước rút đến đâu xử lý môi trường đến đó, các đơn vị y tế đã tiến hành thu gom rác thải, xác gia súc gia cầm đến từng nhà dân, hướng dẫn xử lý nguồn nước sinh hoạt bằng hóa chất chloramin B phèn chua khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra sau lũ lụt như bệnh tiêu chảy, đau mắt đỏ, viêm đường hô hấp cấp, cảm cúm. Bây giờ thì nước đã rút thì chúng tôi đã tiếp tục phối hợp với xã và ủy ban nhân dân huyện là tiến hành vệ công tác vệ sinh môi trường, xử lý nước trong nước ăn cho nhân dân và nước sinh hoạt, trong cái phun phun hóa chất xử lý môi trường các cái rác rồi chất thải để phục vụ với đời sống của bà con nhân dân. Để phòng tránh các bệnh truyền nhiễm thường gặp sau lũ lụt, ngành y tế khuyên cáo người dân cần ăn chín uống sôi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, thao rửa bể nước, giếng nước, dụng cụ chứa nước. Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Việt Nam đang mất cân đối nghiêm trọng về sử dụng phân bón và nông dân đang lạm dụng phân bón vô cơ trong sản xuất. Hiện cả nước đang lãng phí khoảng 70% lượng phân bón một lượng lớn phân bón trong đất nhưng chưa được cây trồng sử dụng. Một phần bị rửa trôi gây ô nhiễm nguồn nước, làm giảm độ phỉ nhiêu của đất, làm tích lũy dư lượng chất độc hại trong nông sản, đặc biệt là nitrat trong rau. Việc lãng phí phân bón làm tăng chi phí sản xuất nông nghiệp, giảm hiệu quả kinh tế, suy thoái đất, có nguy cơ cao đến an toàn thực phẩm, sức khỏe cộng đồng và môi trường. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến khích các địa phương đơn vị chức năng, nông dân sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ, khuyến khích nghiên cứu sản xuất phân bón thế hệ mới thân thiện với môi trường, tăng cường hướng dẫn, nâng cao sự hiểu biết, nhận diện, nhận biết về chất lượng phân bón cho nông dân. Thực hiện chương trình giám sát phản biện xã hội về quản lý sản xuất kinh doanh sử dụng vật tư nông nghiệp năm 2018, mới đây đoàn giám sát liên ngành gồm Hội nông dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương đã kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp tại huyện Nga Sơn. Đoàn giám sát đã đi kiểm tra một số cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện Nga Sơn. Hầu hết các cơ sở kinh doanh, các hộ đều đảm bảo tuân thủ và đáp ứng các quy định của pháp luật trong kinh doanh vật tư nông nghiệp về nguồn gốc xuất xứ, nhãn mát sản phẩm. Tuy nhiên do buôn bán nhỏ lẻ phân tán nên việc quản lý các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp còn hạn chế. Phần lớn người dân địa phương cũng chưa nhận thức đầy đủ về sử dụng vật tư nông nghiệp đúng cách. Qua công tác kiểm tra thực tế, đoàn giám sát cũng đề nghị huyện Nga Sơn trong thời gian tới cần nâng cao vai trò trách nhiệm hơn nữa trong công tác quản lý vật tư nông nghiệp đối với chính quyền cơ sở cần tổ chức tuyên truyền phối hợp phổ biến giáo dục chính sách pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ sở buôn bán và ý thức của người sử dụng vật tư nông nghiệp đối với cộng đồng và môi trường đồng thời các ngành chức năng cần tăng cường công tác thanh kiểm tra để kịp thời phát hiện xử lý các vi phạm Trước tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng của ngành điều dưỡng, chính phủ Nhật Bản đã phê duyệt kế hoạch tiếp nhận 10.000 điều dưỡng viên từ Việt Nam sang làm việc từ nay đến năm 2020. Theo chương trình mới, ban đầu chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp nhận 3.000 lao động thông qua 12 công ty Nhật Bản được chỉ định với tư cách thực tập sinh kỹ thuật, sau đó sẽ mở rộng quy mô lên 10.000 điều dưỡng viên. Phía Nhật Bản sẽ trợ cấp chi phí đào tạo ngôn ngữ, huấn luyện kỹ năng cho các điều dưỡng viên. Những lao động này cũng sẽ được trả cùng một mức lương như các lao động Nhật Bản làm nghề này. Trước đó, từ tháng 11 năm 2017, Nhật Bản đã bắt đầu tiếp nhận các lao động Việt Nam trong lĩnh vực điều dưỡng. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương vừa cảnh báo người tiêu dùng về các hành vi lừa đảo qua điện thoại dẫn đến thiệt hại về tiền. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo người tiêu dùng nên thận trọng với hình thức mời mua hàng, thông báo thông tin qua điện thoại, tin nhắn, đặc biệt là từ số điện thoại di động với thông tin doanh nghiệp mập mờ, không chính xác. Trong mọi tình huống, người tiêu dùng cần kiểm tra lại thông tin do đối tượng cung cấp để đảm bảo tính chính xác, đặc biệt lưu ý không thực hiện theo các hướng dẫn kiểm tra của đối tượng. Trường hợp nhân viên bưu điện yêu cầu trả tiền trước khi nhận hàng thì nên từ chối và hủy thực hiện giao dịch. Trường hợp có vấn đề cần tư vấn, người tiêu dùng có thể liên hệ tổng đài của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng theo số 1800 6838 để nhận được hướng dẫn và hỗ trợ. Từ đầu năm đến nay, số tiền vượt chi quỹ bảo hiểm y tế của Thanh Hóa là 749 tỷ đồng, đứng thứ hai cả nước chỉ sau Nghệ An. À. Như vậy, tính từ năm 2016 đến nay, Thanh Hóa luôn đứng trong tốc đầu của cả nước về tình trạng bộ chi quỹ bảo hiểm y tế. Nếu như 6 tháng đầu năm 2016, Thanh Hóa vượt chi bảo hiểm y tế với hơn 400 tỷ, thì 6 tháng năm 2018, số tiền bộ chi tăng lên gần gấp đôi. Nguyên nhân vượt chi quỹ bảo hiểm y tế được ngành bảo hiểm xã hội tỉnh xác định là do lượt người tham gia khám chữa bệnh tăng so với trước đây qua công tác giám định xét duyệt và quyết toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hàng quý và ra soát số liệu đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh phát hiện còn một số cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa thực hiện tốt việc quản lý sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế dẫn đến chi phí khám chữa bệnh tăng cao gây nên bội chi quỹ bảo hiểm y tế Thưa quý vị và các bạn, sau 10 năm thành lập, đến nay Hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh Thanh Hóa đã tập hợp được gần 400 hội viên, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để động viên, giúp đỡ các hội viên phát triển sản xuất kinh doanh, phát huy vai trò xung kích của người lính trên mặt trận kinh tế. Đón những người đồng đội đến thăm trong dịp này, cựu chiến binh Nguyễn Thế Hường ở thôn Trinh Na xã Hoàng Trinh, huyện Hoàng Hóa, phấn khởi báo tin vui, trang trại chăn nuôi chim bồ câu pháp của gia đình ông ngày càng mở rộng về quy mô và có đầu ra ổn định. Mỗi năm trang trại cung cấp cho thị trường khoảng 5.000 đôi chim giống, thu lãi hơn 1 tỷ đồng, giúp ông vượt qua khó khăn của những ngày đầu lập nghiệp để đi đến thành công như hôm nay. Không chỉ bằng ý chí, bản lĩnh của người lính từng vào sinh ra tử, mà còn có sự động viên chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ của các thành viên Hiệp hội Doanh nhân Cựu Chiến binh Thanh Hóa tham gia các cái doanh doanh nhân có cựu chiến binh tôi cảm thấy cũng nhiều cái điều rất là quý bởi vì thỉnh thoảng được đi dự các hội thảo được đi tham quan và được các đồng chí để bày ra những cách làm ăn nó có hiệu quả. Ngoài các sinh hoạt định kỳ theo quy chế của hiệp hội, hàng năm hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh Thanh Hóa còn tổ chức cho các hội viên tham quan thực tế tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại do hội viên làm chủ để tăng cường giao lưu học hỏi và động viên hỗ trợ nhau trong sản xuất kinh doanh. Hiệp hội còn là cầu nối giữa các hội viên với các cơ quan chức năng, hỗ trợ các hội viên tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đem tiếng nói của các doanh nhân cựu chiến binh Thanh Hóa đến với các diễn đàn trong tỉnh và trong nước. Do vậy, Hiệp hội ngày càng thu hút tập hợp được nhiều hội viên. Qua 10 năm thành lập đến nay, Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Thanh Hóa đã có 387 hội viên giữ vai trò lãnh đạo quản lý các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Trong 4 năm, từ năm 2014 đến 2017, tổng doanh thu đạt 53.200 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 680 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 37.500 lao động với mức lương bình quân gần 6 triệu đồng một tháng. Nhiều cựu chiến binh đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi. Nhiều doanh nghiệp do cựu chiến binh làm chủ phát triển lớn mạnh đi đầu trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Các cái đơn vị thì người ta liên kết với nhau để người ta hỗ trợ lẫn nhau và đi học hỏi được nhiều các cái kinh nghiệm của các cái đơn vị các mà không thuộc ngành hàng của mình để phát triển thêm những cái À, lịch vụ dịch vụ sản xuất kinh doanh mới. Không chỉ sản xuất kinh doanh giỏi, những doanh nhân kiểu chiến binh còn gương mẫu trong việc thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người lao động, tích cực đóng góp xây dựng các địa phương và tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo đền ơn đáp nghĩa. Để xây dựng hiệp hội ngày một phát triển thì chúng tôi cũng đa dạng hóa trong cái hoạt động. Ví dụ như là tạo cho các đồng chí liên kết, liên doanh với nhau và đi tham quan học hỏi các cái đơn vị không những trong tỉnh, trong nước mà kể cả ra nước ngoài. Và chúng tôi có một cái khối đoàn kết đồng lòng và luôn luôn mang trong mình đó là một anh bộ đội cụ hồ. Làm bất cứ một việc gì cũng đều nghiêm chỉnh chấp hành đường lối chính sách của đảng và nhà nước và đặc biệt là chấp hành luật pháp. Hơn 40 năm kể từ ngày đất nước hoàn toàn độc lập, những tấm gương doanh nhân cựu chiến binh trên mặt trận phát triển kinh tế hôm nay đã tô đẹp thêm phẩm chất, hình ảnh bộ đội cụ hồ bằng bản lĩnh trí tuệ và tinh thần sung kích không ngại khó khăn gian khổ họ vẫn đang tiếp tục lập nên những chiến công mới để xây dựng quê hương đất nước ngày một giàu đẹp Lần đầu tiên, các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu và phát triển thành công lá nhân tạo có khả năng chuyển hóa năng lượng mặt trời thành nhiên liệu hydro. Đây là kết quả công trình nghiên cứu của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Liêm, Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và tiến sĩ Trần Đình Phong, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam vừa được trao tặng giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018. Lá nhân tạo là một thiết bị có khả năng chuyển hóa năng lượng mặt trời thành năng lượng hóa học tích trữ trong nhiên liệu hydro thông qua quá trình quang phân tách nước biển. Nhiên liệu hydro sau đó được lưu trữ, vận chuyển và sử dụng trong pin nhiên liệu. Sản phẩm của quá trình sử dụng nhiên liệu này chỉ là nước, do vậy không hề gây ô nhiễm môi trường. Kết quả nghiên cứu này mở ra tiềm năng lớn trong việc sản xuất nguồn nhiên liệu sạch hydro từ năng lượng mặt trời với giá thành rẻ nhằm thay thế cho các nguồn nguyên liệu hóa thạch như dầu mỏ, than đá. Hội chữ thập đỏ huyện Hoàng Hóa vừa phối hợp với bệnh viện đa khoa và trung tâm y tế huyện tổ chức chương trình khám bệnh cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện. 160 đối tượng chính sách là người nghèo, người cao tuổi trên địa bàn huyện đã được các y bác sĩ bệnh viện đa khoa và trung tâm y tế huyện kiểm tra tim mạch, đo huyết áp, kiểm tra xương khớp, xem các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Ngoài ra các đối tượng chính sách còn được cấp phát thuốc và tư vấn cách sử dụng thuốc, điều trị bệnh miễn phí. Tổng kinh phí cho đợt khám chữa bệnh thiện nguyện lần này là hơn 30 triệu đồng. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo Thanh hóa ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi có thông tin vỡ đập thủy điện tại Lào khiến hơn 5 tỷ mét khối nước đổ xuống hạ lưu, nhiều người lo ngại lượng nước khổng lồ sẽ đổ về sông Mekong và ảnh hưởng trực tiếp tới đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh dẫn thông tin từ Ủy hội sông Mekong cho biết, theo tính toán thì với 5 tỷ mét khối nước xả ra từ sự cố đập thủy điện này Mực nước tại hệ thống sông Cửu Long ở nước ta có thể lên khoảng từ 4 đến 5 cm so với mực nước hiện tại ở sông Hậu tại Châu Đốc. Như vậy, sự cố tại đập thủy điện tại Lào không ảnh hưởng nhiều tới lưu vực sông Cửu Long của Việt Nam. Các chuyên gia về khí tượng cũng cho rằng sự cố vỡ đập thủy điện tại Lào không ảnh hưởng nhiều, song đáng quan tâm là đợt lũ sắp xảy ra tại đồng bằng sông Cửu Long vào cuối tháng 7 mà Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn đã công bố báo thanh niên thông tin sự cố vỡ đập thủy điện ở vùng đông nam lào có thể không ảnh hưởng nhiều đến hạ lưu vùng mê công cũng như các tỉnh đồng bằng sông cửu long nhưng đó là lời cảnh báo mạnh mẽ cho việc phát triển thủy điện ở lưu vực dòng sông này và cả các lưu vực sông khác các chuyên gia khí tượng cho rằng những năm gần đây đã chứng kiến nhiều tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu trong đó có thể thấy rõ nhất là mùa mưa và lưu lượng mưa thay đổi rất bất thường có những trận mưa lớn mà lượng mưa có thể gấp đến 5 lần mức bình thường. Trong khi đó, việc xây dựng các hồ chứa đập thủy điện thông thường đều tính toán theo những diễn biến thời tiết tương đối ổn định, theo mùa và có thể dự báo như trước đây. Thật ra gần đây, giá thịt lẫn liên tục tăng cao và người chăn nuôi đang có lãi. Theo dự báo của Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá lợn thịt trong nước sẽ giảm dần trong các tháng cuối năm do nguồn cung lợn thịt ra thị trường tăng cao. Báo điện tử Thông tấn xã, dẫn thông tin từ Cục Chăn nuôi cho rằng, với khối lượng sản phẩm chăn nuôi dự tính nêu trên thì hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và sẽ không có biến động nhiều về giá sản phẩm chăn nuôi trong các tháng cuối năm. Tuy nhiên, do giá lợn thịt trong nước tăng cao, đã có hiện tượng lợn thịt, nhất là lợn nái thải loại từ Trung Quốc nhập lậu vào trong nước ở một số tỉnh biên giới. Do đó, Cục Chăn nuôi sẽ tăng cường kiểm soát chất lượng và giá cả vật tư, sản phẩm chăn nuôi Bên cạnh đó, tăng cường kiểm soát nhập khẩu các loại gia súc gia cầm, sản phẩm chăn nuôi, nhất là vấn đề nhập tiểu ngạch và tạm nhập tái xuất nhằm giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh, an toàn thực phẩm, gian lận thương mại, bảo vệ người tiêu dùng. Sự kiện công ty khoa học kỹ thuật sinh học trường sinh Cát Lâm Trung Quốc sản xuất và tiêu thụ vaccine không đủ tiêu chuẩn đang gây phẫn nộ khắp Trung Quốc. Tại Việt Nam, nhiều gia đình không khỏi lo lắng liệu vaccine kém chất lượng có vào Việt Nam. Giải thích rõ hơn về việc này, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, nếu như trước đây chúng ta phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn vaccine nhập ngoại, thì đến thời điểm này, trong nước đã có 4 nhà máy sản xuất được 12 loại vaccine. Vaccine phòng ngừa lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, sởi, bại liệt, viêm gan B, viêm gan A, viêm não Nhật Bản B, tả, thương hàn, tiêu chảy do rotavirus. Hiện nay, vaccine bạch hầu, ho gà, uốn ván mà chúng ta đang lo ngại là của Trung Quốc – Việt Nam đã sản xuất được nên khó có việc nhập khẩu từ Trung Quốc. Qua giả soát trong hơn 4.000 cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì có đến hơn 3.000 cơ sở không đạt tiêu chuẩn GMP. Theo đó, đến hạn chót ngày 1 tháng 7 năm 2019, các cơ sở này sẽ không được phép sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe nếu không đạt tiêu chuẩn GMP. Báo Dân Chí cho rằng, việc siết theo tiêu chuẩn GMP, những cơ sở không đủ điều kiện sản xuất sẽ phải đóng cửa điều này sẽ giúp loại bỏ những sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe không đạt chất lượng ra khỏi thị trường việc áp theo tiêu chuẩn này chúng ta không lo thiếu thực phẩm chức năng mà chỉ lo làm sao có đủ thực phẩm chức năng tốt đảm bảo chất lượng các sản phẩm thực phẩm chức năng không đạt chất lượng cũng sẽ bị loại bớt nếu không tiến hành chuẩn hóa nhanh sẽ gây mất bình đẳng trong sản xuất kinh doanh giữa cơ sở nỗ lực đạt tiêu chuẩn gmp phải đầu tư rất lớn với các cơ sở chưa đạt quan trọng nhất sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng khi các sản phẩm không đạt chất lượng vẫn được bán ra thị trường Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khu vực núi Nấp thuộc xã Đông Hưng, huyện Đông Sơn, nay thuộc thành phố Thanh Hóa, nơi có tuyến đường sắt Bắc Nam chạy qua, là một trong những địa điểm đánh phá ác liệt của máy bay Mỹ. Với khẩu hiệu máu có thể đổ, chúng ta có thể hy sinh nhưng đường không thể tắc. Lực lượng Thanh niên xung phong đã cùng với bộ đội, dân quân làm nên biết bao chiến công anh hùng. Trong đó, có chiến công và sự hy sinh anh dũng của 13 nữ chiến sĩ Thanh niên xung phong đơn vị 873 N87 cung đường sắt qua núi nấp, hàng ngày nằm yên bình, đón đợi những chuyến tàu qua. Thật khó có thể hình dung trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nơi đây từng oàn mình cánh chịu biết bao bom đạn của kẻ thù. Cánh đồng lúa và cả khoảng ao này, trước đây đều là những hố bom. Với những người con núi nấp lớn lên thời bấy giờ, ký ức về những trận mưa bom kinh hoàng, ký ức về cánh đồng làng tứa máu và ký ức về thời khắc ngày 11 tháng 5 năm 1967, chứng kiến sự hy sinh anh dũng của 13 nữ chiến sĩ thanh niên sung phong tuổi 18 đôi mươi khi đang làm nhiệm vụ tại cung đường này vẫn còn nguyên vẹn nhức nhối. Buồn, coi như mù mịt đi, rồi đất cát hắn, hắn, hắn tung lên gì rồi lấp hết người mà quần quằn ở dưới mà cũng không nhận ra người nữa thì hắn lấp cái gì quần phải bươi ra nữa thì mà quần phải bươi ra vì vì lấy được người người thì lấp đào người lấp chân cươi ra trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, đại đội thanh niên xung phong 873N87 gồm 200 cán bộ chiến sĩ là những người con của quê lúa Thái Bình. Đa số là nữ, có nhiệm vụ cùng với bộ đội dân quân địa phương ứng cứu ga thanh hóa và đảm bảo giao thông cho con đường tránh vào núi nấp. Đây là trọng điểm chiến lược, là nơi ta tựa vào thế núi cất dấu tàu, xe, khai thác đá, phục vụ đảm bảo giao thông phát hiện được điều này, địch cho máy bay tập trung đánh phá ác liệt suốt ngày đêm. Ngày 11 tháng 5 năm 1967, giặc Mỹ đánh phá bằng bom tạ độ, dội trúng đội hình thanh niên sung phong xung kích, khiến 13 nữ thanh niên sung phong cùng với 4 công nhân đường sắt hy sinh và 20 người khác bị thương. Sự hy sinh của 13 cô gái thanh niên sung phong tại núi Nấp đã góp phần làm nên những chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước năm 1995, núi Nấp đã được công nhận là di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia. Ngày 22 tháng 2 năm 2010, Chủ tịch nước đã truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho tiểu đội xung kích Đại đội 873-N87 Thanh niên xung phong. Hàng năm vào ngày 15 tháng 7 hoặc là những ngày rỗ của các chị là chúng tôi đều đem hoa và quà đem ra tượng đài để dân hương tưởng nhớ công ơn của các chị đã hy sinh tại trên đất của quê hương mình. Từ nhiều năm nay, Hội Cựu Thanh niên Sung Phong xã Đông Hưng tình nguyện nhận nhiệm vụ chăm sóc đài tưởng niệm 13 liệt sĩ thanh niên Sung Phong. Các chi hội thay phiên nhau làm tất cả mọi việc, từ trồng cây, phát cỏ, san đường, đến quét vôi ve tường rào đài tưởng niệm. Đó là cách để những người còn sống hôm nay thể hiện tình cảm, lọc biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh lớn lao của những người đã ngã xuống. Lực lượng thanh niên trung phong của xã thì nhận với đảng bộ và chính quyền địa phương về cái chăm sóc tượng đài với cái tinh thần trách nhiệm nghĩa tình đồng đội rất là tốt để mang cái tính giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ của xã nhà. Mỗi lần đến thăm đài tưởng niệm, các cựu thanh niên sung phong lại như được trở về với những năm tháng tuổi trẻ xẻ dọc trường sơn đi cứu nước. Bởi vậy giờ đây, dẫu mái tóc đã nhuộm màu thời gian, dẫu tiếng hát át tiếng bom ngày nào không còn giữ được sự trẻ trung sôi nổi, họ vẫn ngồi bên nhau nhắc nhớ về những ngày tháng ở rừng, săn lấp hố bom và không quên kể cho đồng đội đã nằm xuống câu chuyện về sự sống đã hồi sinh trên mảnh đất từng là túi bom này bản tin thanh hóa ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại